Thúy Xuân xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Thúy Xuân Chu Du. Trong buổi chiều ngày hôm nay á, Thúy Xuân cùng với cả nhà mình đang đứng ở đây là bãi đá ông Địa. Bây giờ là 4 giờ chiều. Góc bãi đá ông Địa này vào những cái thời gian nóng nực như vậy á, thì sẽ có rất là nhiều lượng xe khách cũng như là khách du lịch đến đây để tham quan nghỉ dưỡng. Thì Tiso cũng như cả nhà mình sẽ cùng đi xuống cái bãi đá ông Địa này coi thử là một cái buổi chiều ở đây thì khách sẽ như thế nào, ra làm sao, rồi dưới này có bán cái gì ăn uống hay không. Ở đây thì trước thì sẽ có xe taxi nè, đường phố xá nè, đông vui tấp nập. Taxi Mai Linh, bảng màu vàng, nền màu xanh lá. Bãi đá ông Địa mà vào sáng sớm với buổi chiều nó khác biệt, khác hẳn nhau nha cả nhà mình. Nó đang có đội đang chơi team building. Hai. Một. Ủa mày sao chưa thấy ai hát trời? Thank you.
hai chuột cả nhà mình ơi, hai chuột, hai chuột. Bán gọi là bánh gì đây? Dạ bánh bột lọc. À bánh bột lọc. À, tai vạc, quai vạc, bột lọc. 20.000 cả nhà mình. À, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 cái cả nhà mình. 12 cái. Có luôn. Ok, mời em. Bánh trùng nước rất ngon nha. À, muốn ăn gì nè? Này bán sao chị? Còn 150 là con 40. Đó còn. À đúng rồi, hai con vậy. Hai con này là 150. Hai con này có giúp kỹ luôn. Dạ hiểu. Hai một đêm một tổ. Cái này đi. Hai con rồi đó. Hai con. Hai từ từ nó ra con nước ăn nè. Ăn cắt ra nước rồi. Thank you.
hôm ăn là một. Có cái hộp à? Ăn thì một người nó ăn nó một. Cũng vậy, cũng gì đấy. Cái giọng hôn không? Thank you.
kỹ nha, một câu của nghĩa chứ không một kỹ của nghĩa. Ôi là cái chữ đầu tiên là sao anh, thí dụ đi anh, không hiểu một câu là sao. Ủa, mỗi người có 6 chữ mà kêu một câu là sao? Bây giờ nếu như chúng ta ở đời chỉ có 5-6 mảnh ghép thì chúng ta không làm được đúng không? Nhưng bây giờ nếu cả 3 đội chúng ta cùng hợp lực lại với nhau thì như thế nào? Nè, chú đây nè, chú đây nè, chú đây nè. Chú nào đâu? Chú nào bên này có, bên này có. Bên này nè. Đang chết rồi đó. Đang chết rồi, chết rồi. Đúng rồi. Chiến chiến. Không, đang chết phân đấu rồi. Chiến đấu hả? Phân đấu, phân đấu. Phân đấu. Vô 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 vô. Trời quấy anh không có cái này. Dưới đây nè, dưới đây nè. Đéo qua đây, đéo qua đây. Khỏi tụi em khỏi cần ghép luôn á, đoàn kết phân đấu. Hay quá vậy ba. Gì nói ở nờ đâu? Không có chữ nào. Phân đấu. Ủa dư chữ nào? Không có chữ đó. Em chưa nói vậy nha. Em hồi nãy em chưa nói vậy chưa? Đèn kết tóc hả? Tóc gì? Tất cả đồng kết hả? Thôi tất cả đèn. Tất cả không có gì. Có chữ. Tất cả. Còn cái chiến thắng coi ghép lại coi. Chú quay bên nhà nữa đi. Không giá. Chú này sống không có thể hả? Sống có sống mưu duyên mình hả? Chú cờ cái gì? Tìm chú cờ chú đi. Ôi chú cờ kìa. Chú cờ tìm lối gì? Tất cả. Ừ tất cả đúng rồi. Chữ chết rồi đó gì? Tắt chữ chết ra được không? Tất cả đoàn kết à? Thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Phúc sinh, phúc sinh. Hay chứ, hay chứ tên là có chữ hát nằm ở giữa rồi đó. Hay chữ hát. Chất chất phát hả? Chưa 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 gãy gãy đầu câu đó chính là chữ đoàn kết. Trời ơi, cảm ơn ý của anh, tụi em cũng biết. Đoàn kết gì? Đây là lúc cần cả quán của mình cùng chung tay. Thật ra là tất cả các thành viên chúng ta hãy cùng suy luận kìa. Hứng phát hả? Lúc này là hứng phát à? Thôi được, thôi được. Hất mà còn phát nữa hả? Chữ hát nằm ở giữa một cái rồi nè. Vậy cái chữ đầu rồi chứ gì nè? Cái này chỉ có cờ hoặc cờ thôi. Hay là ghi chữ ghép. Cái chữ B là khó nhất á. Chữ cờ đây là cái gì? Chữ B là báo á. Em không có sách. Em không có sách. Cái này là thiếu sách à. Không có bị. Đây. Ơ luôn rồi. Không đọc được. Ôi em nghe mới nói cái gì chữ ớ. Chữ ớ nè. Đây có hai chữ T luôn nè. Là một chữ T nằm ở đầu luôn á. Hai chữ T nằm ở đầu luôn á. Google. Ủa ông nội Sơn sao tự nhiên cầm miếng che đít vậy? Ủa trời. Ông để khó đâu em. Trời ơi. Để luôn. Không xem được chị cái này là ảnh tạo điểm nhấn. Trời ơi. Trời. Cái này gọi là 50 người quánh một người. Đoàn kết, chất phết. Chất phết. Một đứa
Rồi xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng cầm những tấm bảng này lên để chúng ta tạo thành một vòng chấp chữ có nghĩa nha. Chúng ta sẽ cùng chụp hình là này đồng cách à, ta chấp hết. Và mình biến hướng mình về phía biển nè để cho ánh nắng nó lội vào. Mình chụp hình nó đẹp. Chờ xếp cái đoạn hình này cả nhà mình. Rồi, mình đứng ở đây nha cả nhà ơi, mình đứng đây hướng mặt về phía này nha, để cái nắng nó chiếu vào tạo hình cho đẹp. Đoàn kết đứng đầu nè, xong rồi tới ta nè, xong rồi cách là hết. Xếp hình cũng lâu ha. Kết ta chấp hết. Đúng rồi, ngày lên tạo thành vòng thứ hai rồi. Rồi tất cả làm đi lại chúng ta vào trong hàng đi à. Lên hình đẹp đi. Mấy chụp hình đây, mấy chụp hình đây. Chữ. Anh ơi, em chụp bằng điện thoại đi, anh gửi cho Lê nè. Quăng mắt chữ rồi. Đoàn kết. Sợ nắng. Dê tấm bảng lên, dê đồng bộ luôn. Chị Hà, mình dê thấp xuống nha. Rồi hai bạn nam bên đây chúng ta đi qua bên kiểu đoàn đi. Rồi chúng ta cái hàng này chúng ta nhích từ giữa xíu, nhích từ giữa xíu, đúng rồi, hàng bị xích qua chút rồi, hàng bị xích qua chút rồi. Rồi chúng ta cùng nhìn ống kính nha. Anh Long đây à, anh Long ơi. Sau xếp hình nãy giờ vui vui rồi, bây giờ cả nhà mình sẽ đi chơi tiếp tục với Tissot ha. Đi dọc bãi biển này kiếm coi có gì ăn không, này đặc biệt vào buổi chiều này không. Anh nói là chụp đi đang ăn rồi. Ừ, chuẩn đòn đang ăn. 2, 3. Rồi, tạo kiểu, tạo kiểu cái nè. Bỏ đi. 3, 2, 3. Ở đây còn bán món gì nữa nè. À, ở đây không phải bán món gì mà họ đi chơi, cái họ mang theo cái bàn nhỏ nhỏ à. Họ mang theo cái bàn nhỏ nhỏ cả nhà mình rồi cái ngồi thưởng thức đồ ăn ở đây. À. Biển này đông quá ha. Và đến đây thì Tissot cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đi dạo biển đá ông địa vào cuối tuần cùng với Tissot. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành cùng với kênh Tissot Du Du. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an đến mọi người và mọi nhà. Tạm biệt cả nhà mình nha.